để tiếp tục chương trình đại lễ kỷ niệm 78 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đàn đạo Phật giáo Bảo Lãnh. Chúng tôi trân trọng kính mời Chánh trị sự Hà Vũ Bằng, Phó Chủ tịch Nội vụ Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, quyền thân cho đạo tòa thánh thiên các bà về. Trân trọng kính mời. Kính thưa giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo miền Nam Cali. Kính thưa quý chư tôn giáo phẩm các tôn giáo, kính thưa quý vị dân cử, đại diện chính quyền các cấp, quý cơ quan truyền thanh, truyền hình và báo chí, quý tín hữu Phật giáo Hòa Hảo, quý quan khách và quý đồng hương. Chúng tôi đại diện cho Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, gồm các tôn giáo, Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài và Chính thống giáo. Hôm nay rất vinh hạnh được hiệp cùng chư tôn giáo phẩm các tôn giáo, quý tín hữu Phật giáo Hòa Hảo, quý quan khách và quý đồng hương đón mừng đại lễ kỷ niệm ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo năm thứ 78. Nhân dịp này, chúng tôi xin thành tâm nguyện cầu ơn trên Đức Chí Tôn cùng các đấng thiêng liêng ban nhiều ân lành cho quý giáo hội luôn được bình an trong công cuộc hành trì đạo pháp và đấu tranh phục vụ cho quê hương dân tộc. Cách đây 78 năm, Đức Huỳnh Phú Sổ đã đem tinh hoa của Phật giáo để khai sáng nền Phật giáo Hòa Hảo tại miền Nam Việt Nam. Đúng vào thời kỳ đất nước phải đối đầu với hai hiểm họa. Thứ nhất là giải trừ ách đô hộ của Pháp. Thứ hai là chặn đứng làn sóng cộng sản vô thần đang du nhập vào Việt Nam. Ngày nay ách nô lệ Pháp không còn nữa, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tay cho Trung Cộng, từ từ khai tử dòng giống Lạc Hồng, giải non sông gấm dốc từ ải Nam Quang cho đến mũi Cà Mau. Đã hơn 4.000 năm mà tổ tiên chúng ta đã quyết tâm gìn giữ, không để mất một tấc đất. Nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang dâng hiến từng phần cho quan thầy Trung Cộng. Vì vậy, niềm hiểm họa mất nước, mất cả giống nòi không sao tránh khỏi nếu Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục cầm quyền. Với nhận định như trên, hôm nay trong bầu không khí trang trọng của ngày đại lễ khai đạo, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chắc chắn không sao khỏi dấy lên lòng yêu nước, yêu dân tộc. Bởi vì chính hôm nay ai ai cũng nghe như tiếng nói của Đức Huỳnh Giáo Chủ đang thuyết giảng về ân đất nước, một trong tứ ân mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn mang canh cánh trong lòng. Thật vậy, xin hãy cảm nhận lời Ngài kêu gọi: giờ giặc đã tá túc nhà ta, ai ra nâng đỡ sang hà, ai ra cứu vớt nước nhà lâm nguy. Đức Huỳnh Giáo Chủ hết lời khuyến dụ, ráng cứu cấp nước nhà. Khi bị kẻ ngoại bang thống trị bờ cõi, dưỡng lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Nhưng hiện nay ở Việt Nam không cần phải dẫn chứng, ai ai cũng nhìn thấy tôn giáo đang bị đàn áp, chức sắc các tôn giáo đang bị bắt giam hoặc quản lý tại gia, công lý không được tôn trọng, đạo đức lưng thường bị ngửa nghiêng, nền phong hóa đang bị phá sản một cách đáng sợ. Vậy trách nhiệm phục hồi những tệ trạng này phải trông cậy vào đâu? Thực sự mà nói, các tôn giáo phải nhận lãnh trọng trách này với sứ mạng kết hợp giữa đạo và đời, nghĩa là đạo không đời không sức, đời không đạo không quyền, đạo đời tương đắc mới mong tạo đời cải thế. Tuy nhiên điều rất đáng tiếc, các tôn giáo ở Việt Nam không được tự do hành sự theo thiên chức của mình. Đây là một bất hạnh lớn lao cho dân tộc Việt Nam. Vậy chúng ta người Việt tại hải ngoại có trách nhiệm hãy tích cực làm những việc có thể làm, như cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên đoàn kết tạo sức mạnh để có tiếng nói mạnh hơn, hầu cùng đồng bào trong nước đồng thanh nói to cho cả thế giới biết rõ Đảng Cộng sản Việt Nam đang đặt nàng nền cai trị độc tài trên đất nước Việt Nam, làm cho toàn dân phải thống khổ và họ đang
lần lượt dâng đất dâng biển cho quan thầy Trung Cộng để xin được che chở những chiếc ghế mà họ đang ngồi khỏi bị lung lay. Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ với sự kết hợp trong tinh thần bình đẳng, tương thân, tương kính, hết sức mầu nhiệm giữa các tôn giáo, cùng là người Việt Nam đang lưu vong tại hải ngoại. Chúng tôi tin tưởng đây là thiên ý để cho các tôn giáo cùng nhau có tiếng nói chung, nhằm kêu gọi các giới lãnh đạo Hoa Kỳ cùng những nhà lãnh đạo các nước yêu chuộng tự do trên thế giới có những biện pháp tích cực yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy chấm dứt sự đàn áp các tôn giáo và phải tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền. Để cho các tôn giáo được tự do hành trì đạo Pháp, cho dân tộc Việt Nam có được đời sống an bình và hạnh phúc. Một lần nữa, đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng tôi xin kính chúc buổi lễ kỷ niệm Ngài Khai Đạo Phật Giáo Hòa Hảo năm đạo thứ 78 được thành công mỹ mãn và quý giáo hội phát triển không ngừng. Cầu xin ơn trên Đức Chí Tôn ban ân lành cho dân tộc Việt Nam sớm đạt thành sở nguyện và các tín hữu Phật Giáo Hòa Hảo được bình an để thực thi sứ mạng cao cả mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã giao phó. Xin trân trọng kính chào. Tiếp theo phần phát biểu cảm tưởng, chúng tôi xin được giới thiệu quý vị một người trẻ rất là năng động và đi vào cái dòng tiến của Hoa Kỳ. Chúng tôi xin được giới thiệu thị trưởng Tại Kiên. Kính thưa quý vị lãnh đạo các tinh thần các tôn giáo, quý vị tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cùng tất cả quý đồng hương, thật là một vinh dự của chúng tôi được cùng với tất cả quý vị tham dự lễ khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo năm thứ 78. Riêng cá nhân chúng tôi có cơ duyên được biết đến Phật Giáo Hòa Hảo khi chúng tôi còn là một cậu bé ở bên Việt Nam. Chúng tôi vẫn còn nhớ sau 1975 có rất nhiều chính khách trước 75 và các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đã đến thăm ba tôi rất là nhiều. Trong số các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo có hai vị khá nổi tiếng của Phật Giáo Hòa Hảo, đó là cụ Lê Quang Liêm và cụ Trần Hữu Duyên. Hồi đó là một cậu bé, tuy nhiên chúng tôi vẫn nhớ rõ hai vị này cùng với các vị trong hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương đã đến thăm ba tôi rất nhiều, bởi vì chúng tôi nhớ là chúng tôi là người ra mở cửa. Cụ Trần Hữu Duyên hồi đó tuy đã cao tuổi nhưng tinh thần vẫn mạnh mẽ, tráng kiện. Tôi vẫn còn nhớ như in tất cả những sách vở tài liệu trước khi phát cho các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Cả hai vị này, cụ Trần Hữu Duyên và cụ Lê Quang Liêm, đều lên đưa cho ba tôi xem trước và ba mẹ tôi có mặt trong ngày hôm nay. Xin ba mẹ đứng lên. Và trước khi rời khỏi Việt Nam vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 1992, một số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã đến mời ba tôi ra trước mộ của cụ Phan Bá Cầm và muốn ba tôi hứa là sẽ giúp Phật Giáo Hòa Hảo có thêm sức mạnh để chống lại tà quyền Cộng sản. Chúng tôi vẫn còn nhớ với trí nhớ của một cậu bé hồi trước, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã muốn hạ uy tín của Phật Giáo Hòa Hảo và họ đã in ra quyển sách Dòng Sông Thơ Ấu
Và chính cụ Trần Hữu Duyên đã đến để nhờ ba chúng tôi để giúp viết bài cho cụ Trần Hữu Duyên, để phản ứng lại trước những luận điệu cáo buộc nhằm hạ uy tín của Đức Thầy. Và ba tôi đã giúp cụ Trần Hữu Duyên, và chính những cái sự liên hệ này đã giúp cho cụ Trần Hữu Duyên để tạo thêm niềm tin cho Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thay mặt Hội đồng thành phố Westminster, chúng tôi xin được vinh danh ba vị trong ban tổ chức của Phật giáo Hòa Hảo, đại lễ Phật giáo Hòa Hảo trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời cả ba vị trong ban tổ chức lên sân khấu để chúng tôi có cơ hội để ghi nhận và vinh danh công đức này. Đây là một sự bất ngờ, tôi không biết trước. Xin thay mặt cho tất cả anh em ban trị sự miền Nam California cũng như đồng đạo, xin cảm ơn thị trưởng đã có một lời phát biểu tuy ngắn gọn nhưng mà nó mang có sắc thái rất mới lạ cho Phật giáo Hòa Hảo. Và trong tương lai tôi tin rằng, rất tiếc là chúng tôi biết hơi muộn, gần tới cái ngày đại lễ rồi cho nên không kịp. Kỳ tới tôi hứa là ngay hôm qua chúng tôi sẽ nghe thân phụ của ông thị trưởng tại Đức Ký nói về Phật giáo Hòa Hảo và dân xã đảng là gì. Cụ Trần Hữu Duyên là một trong những vị mà lãnh tụ cao của dân xã đảng. Tôi xin hứa tôi sẽ mời thân phụ của ông thị trưởng nói chuyện cho đồng đạo chúng ta. Xin mời các bạn.